Hey yo, hello anh em và chào mừng anh em đến với channel của mình. Hey, mình là TK. Vâng, vẫn là căn phòng thân yêu. Và cái căn phòng này nó chưa có gì cả anh em ạ. Mấy bữa nay tôi vẫn đang bị lười chơi con này. Ê ok, ngày hôm nay tôi sẽ hướng ngày hôm nay tôi sẽ mua ra máy bay và độ máy bay cho anh em xem và cách gọi máy bay. Đó. Rồi, và bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái ảo phụ của mình để mua gara mới cho anh em xem nha. Ok. Rồi, và tôi đã chuyển qua cái ảo phụ của mình thì bây giờ để chúng ta có thể mua được máy bay hay là gì đó. Ok, bây giờ tôi sẽ thử mua máy bay luôn. Bây giờ mua máy bay. Đây. Tôi sẽ thử mua một vài chiếc chiến đấu ở trong Woolstock này. Máy bay đây. Ai? What the hell? The hell? Come break. I do a mission deep. Mua cái này xem nào. What the hell you have now here to start this? And you have now here to store this behind cổ lá nào. What the fuck? What the fuck? Đấy, phải sang phạt ạc phụ mới biết là mua được cái không anh em ạ. Oh my god. Oh my god. Có mua được rồi anh em. Và để chúng ta có thể mua được thì chúng ta cần phải vào đây. Vào đây, enter sign. Và chúng ta sẽ mua cái gì? Từ để tôi mẹ cho cái này xuống đã. Rồi, và chúng ta sẽ mua gì? Chúng ta sẽ mua cái này. Có tên là Hangara. Đây là cái gara để máy bay. Đó, rẻ nhất là 1 triệu 2. Ồ, rẻ nhất là 1 triệu 2 này. Đắt nhất là 3 triệu 2. Đó. Rồi, cứ mẹ cái mẹ đắt nhất mua cho tôi. Anh em nào nhiều tiền thì cứ cái đắt nhất mà mua nhá. Nhá. Đấy, mẹ cho gà tím tỏ tí. Đấy, để kiểu này. Văn phòng xịn luôn. Phòng ngủ xịn luôn. Workshop xịn luôn. Ơ, workshop phải để làm đéo gì nhỉ? Ok, bye. À, workshop thì như là chúng ta đổ cái gì đấy à? Ok. Đấy, anh em hình như phải mua workshop nữa. Nếu mà ít tiền thì phải mua workshop nữa. Nói chung là chúng ta cần phải mua full bộ như này. Đó, ok, return to map. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mua máy bay Woolstock. Và bây giờ tôi sẽ mua máy bay để xem là mình đã mua được chưa nha. Vâng, vẫn fail và mình chưa mở được cái máy bay này. Méo hiểu kiểu gì. Mua con này nào. Oh yeah, tôi đã mua rồi anh em. Tôi đã mua rồi anh em. Đó, để mua được máy bay chiến đấu hay là máy bay có thể đổ được thì chúng ta cần phải mua gara trước thì chúng ta mới có thể mua được. Đấy, mua được những máy bay này. Nào. Ấy. Có con nào nữa không nhở? Đây, con này. Mua về. Đó. Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một số chiếc máy bay luôn. Ui, con này nữa này. Bay mái thoải. Con này to vãi nồi luôn. Nó nào nữa nhở? Trực thăng chúng ta có thể ngồi đây chiến đấu thôi. Con này này cũng ngon này. Đấy, tôi cũng tiện đây giới thiệu cho anh em mấy con nào mà ngon ngon nha. Riêng về mẹ trực thăng là mấy con này là ngon đấy. Hệ máy bay cổ xưa, anh em thích chơi cổ xưa thì chơi này. Đấy. Hết rồi à? Ít thế nhở? Có vẻ hơi ít máy bay anh em ạ. Ồ, con kia không mua được, con này mua được không? Ồ, con này lại mua được anh em ạ. I know, yeah. Alright. Để xem nào. Xem cái con mình vừa mua có phải ở trong này không. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Oh, mình mua cái con máy bay này rồi à? P996 Laser Hydra. Để chúng ta có thể độ được con Hydra này và cái con
Đây, vào cái con P996 laser này. Hey, chúng ta không ở trong gara không có nhờ. Anh em muốn độ con đấy thì chúng ta phải gọi nó ra bằng cách nào? Gọi nó ra bằng cái điện thoại ở đây. Đó, chúng ta sẽ gọi cho cái hình con ngựa này. Đó. Úi giời, mông ngon thế nhỉ. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ xuống chọn plane. Plane là gì? Plane là mẹ. Plane là máy bay. Đó, bây giờ tôi sẽ thử gọi con Hydra này trước nha. Đó. Đó. Ok. Ra ngoài cái đã. Nó ở tận đây anh em ạ. What the fuck. Mẹ. Bình thường là nó sẽ xuất hiện ở đây này. Đó, nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây này. Chắc cái con này nó có gì đó khác bọt à. Bình thường tôi gọi con P996 kia, nó ra tận sân bay ạ. Anh em thấy gì chưa? Chiếc máy bay thân yêu của tôi. Yeah. Và bây giờ tôi sẽ làm gì? Bây giờ tôi sẽ dùng chiếc này bay ra cái gara của tôi. Úi dồi ôi. Con này thì đẻo hơn cái con P996 nha anh em. Nhưng mà được cái nó ngầu hơn thôi. Uầy. What the fuck. Con này nó bay cái kiểu gì đây anh em? Vãi cả nồi. Giờ sao? Nó thu bay. Đi kiểu gì? Lên xuống như... Ô con này là lên xuống này. Nhưng mà vấn đề ở đây là bay kiểu gì nhở? Này có thể nào hướng dẫn bay con này không? What the fuck. Uầy vãi nổi anh em ạ. Con này nó bay kiểu này này, tin được không? Mày bay gì trong tù vậy? Máy bay nào bay như máy bay này không? Từ đây anh em, tôi nghiên cứu mấy cái nút đấy. Chiếc này tôi đều biết bay sao luôn. Đùm mà men. Ơi. Vai nồi bấm e tắt động cơ anh em ạ. Nó thể tin được. Forsaken corner of the state I never want to visit to do it. Anh em nhìn thấy gì ngoài biển không? Anh em nhìn thấy mẹ hai chiếc phi thuyền ngoài biển không? Vãi nồi của thằng nào đấy ở trong này nó để đây này. Ây da, lần thứ hai này. Mẹ lần này mà không bay được nữa là thôi luôn đấy. Ui giời. Lên rồi cất. Tôi hiểu cách bay rồi. Gọi ra tiếp đứng đây và gọi ra. Tưởng thế nào thì ok, tôi sẽ hướng dẫn anh em bay con này luôn. Rồi ra đây. Bây giờ như thế này, bây giờ tôi sẽ vào con máy bay này. Ok rồi, và động lên. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm nút gì? Chúng ta sẽ bấm nút W để bay lên này. Uầy, bay lên thật là cao. Bấm G để cất bánh đi. Sau đó chúng ta bấm E. Chúng ta sẽ phóng và chúng ta ngửa đầu lên. Yes.
Con này nó tự động phóng anh em ạ, auto phóng. Đó. Đấy, nghe chưa? Đấy. Sau đó chúng ta bấm nút số 58 hoặc là chúng ta chỉnh bằng chuột. Đó. Chỉnh bằng chuột thì hơi khó nha anh em. Đó, bây giờ tôi sẽ bay ra cái gala của mình. Ui, con này auto bay luôn anh em ạ. À, chúng ta có thể bấm tiến để phóng nhanh này. Lùi để lùi chậm lại này. Nhưng mà một vấn đề là muốn hạ cánh thì làm thế nào? Ui, lùi lại này, hạ động tắt động cơ. Đấy. Đây này, chúng ta sẽ sử dụng bàn phím số ở bên cạnh bên phải. 4 4 6 8 2. Đó, những 4 6 8 5 chứ. Đó, những cái mũi tên lên này, xuống này, xuống là lên này, lên là xuống này. Xuống là lên là xuống này. Đó, bây giờ tôi đang bay ở đây. Thì vấn đề to lớn nhất của mình bây giờ là làm sao để hạ cánh. À. Ui. Nó lại dễ vãi nồi anh em ạ. Ồ, hạ cánh là như thế này anh em. Chúng ta sẽ bấm E để đổi chế độ. À, hóa ra con này là có thể đổi chế độ được. Đó. 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 Bấm E là đổi chế độ hạ cánh này. Đó. Vãi nồi, con này có hai chế độ anh em ạ. Một chế độ là bay kiểu này này, lên xuống này, bay như mẹ mày phi thuyền tàu bay luôn. Điêu vãi. Mặc dù nó không có cái gì ở dưới để có thể hạ được kiểu này, nhưng mà nó vẫn có thể hạ được như là trực thăng. Đó, thế mới hay. Hạ xuống đi. Rồi. À, bây giờ tôi sẽ hạ xuống kiểu gì. Hạ xuống đi. Hạ xuống và tắt động cơ thôi. Rồi, chúng ta cứ giữ nút xuống như này là nó sẽ tắt động cơ này. Đó. Xuống như này chúng ta sẽ bấm E đổi chế độ rồi. Bấm E để vào gara luôn. Má. Rồi được, vào gara luôn. Thì mới đầu vào gara chúng ta sẽ phải nhận gara từ một thằng. Một thằng nào đó. Anh em sẽ biết trong giây lát. Đó, sau khi mà chúng ta đến đây chúng ta sẽ nhận gara và chúng ta sẽ được xem cảnh hai thằng vệ sĩ bị giết. Yes my friend. Chúng ta chết. Ui, một phát headshot. Ui sợi. Ta. Vâng, và sau khi tôi cắt qua clip. Ui dồi ôi, mẹ vừa vào clip gì đấy. Vừa vào clip đã mẹ dựng ngay một chiếc mẹ máy bay to cho bá ở đây rồi. Con này cũng có chế độ auto lái nha anh em. Đó, và đây, cái con ở đằng trước đây là. Đấy, chính là cái con mà tôi đã gọi ra đấy. Chúng ta có thể cất vào gara. Sau khi cất vào gara thì chúng ta có thể độ con này. Chúng ta sẽ lên đây, bấm F để lên đây. Đó, ok chưa? Rồi. Đó, cái con này là trước. Cái con này hiện tại là chúng ta đang chưa sở hữu nó. Đó, chúng ta chỉ có gọi nó từ cái từ cái thằng cưỡi ngựa, nếu biết nó là gì, nhưng mà gọi từ cái danh bạ đấy. Thì để chúng ta muốn sở hữu cái máy bay này thì chúng ta phải độ nó lên. Đó, bây giờ tôi sẽ bấm E độ nó này. Và respray chúng ta chỉ độ con này thì chúng ta chỉ độ màu thôi nha. Ok. Rồi, sau khi mà chúng ta độ màu xong là chúng ta đã được sở hữu con này. Bây giờ tôi sẽ exit cái máy bay này ra đã. Rồi. Đó. Ơ, mẹ mình mua nhiều lắm cơ mà nhỏ. Mấy chiếc kia đâu? Để tôi thử ra đây mẹ sâu mấy chiếc kia ra xem nào. Đây, chúng ta có thể ra đây để đổ vị trí máy bay. Hoặc là gọi máy bay từ trong mẹ ấy ra.
Đây store đây. Kuban 800 à? Kuban 800 là cái đéo gì nhỉ? Đây chiếc xe miễn phí đấy anh em. Kuban 800 là chiếc xe miễn phí, bỏ đi. Cất đi. Đổi ngay slot khác. Đấy, thấy chưa? Và to. Ui, con này to thế. Aku à, Hikran à. Á đù. Rồi, thay con này đi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ độ con này để sau đây, để sau nhá, mấy em này để sau nhá. Cứ mẹ máy bay to chơi trước nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ độ con này cho anh em xem này. À đây. Úi giời ơi. Anh em nhìn thấy quả súng ngầu không? Độ lên. Đấy, chúng ta có thể độ ammo cho con này này. Đó, Copland là cái để chống bom này, chống đạn tên lửa đuổi này. Chúng ta sẽ sử dụng cái flare. Đó. Cấp lên này, độ cơ này, re-handing, thấy không? Đấy. Ôi, mẹ nhìn quả cánh ghê không? Quả sơn vãi nồi. Ghê không? Đấy, sơn đầu cá mập luôn. Rồi. Ui xôi. Đại bàng à? Đấy, ghê chưa? Đậm chất luôn đại bàng chưa? À, tôi sẽ để kiểu cá mập. Sắc túc, à, răng cá mập. Chôm, chôm xấu quá. Mẹ mình lại thích màu bạc bạc. Để màu bạc bạc cho đẹp. Đấy, còn lại những cái này để màu chôm à? Hợp lý không? Hợp lý không? Không hợp lý thì nào? Để black. Ấy. Mặt tờ black ấy. Ấy. Rồi. Thờ rút là gì? Ui, thả bom anh em ạ. Ừ, đúng không nhỉ? Cái này có phải là bom không? Tattoo. Được chưa? 200.000 đấy, không phải nhỏ đâu. Weapon bom này. Chúng ta sẽ có thả bom, thả bom này, thả gas này. Cái này là thả cái đéo gì không biết. À, mẹ tôi sẽ thả bom. Nòi. Súng. Rồi. Mẹ súng đôi súng 50k turret và 30 mini Epirot xe canon. Trời ơi. Tất nhiên là cứ mẹ mẹ nâng cấp súng lên chứ. Ôi ôi, mẹ súng ở đuôi này. Mẹ, chiếc máy bay hạng nặng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ exit hangar. Và tôi sẽ test cho anh xem chiếc máy bay này. Ôi giời ơi. To vãi nồi. Nhưng mà sao ra ngoài này nhìn màu lại xấu vậy? Má. Ra ngoài nhìn màu bóng bóng xấu ấy. Rồi. Chắc là tôi phải mẹ đủ ở con này. Ok. Đây là mẹ thằng chủ cũ. Mẹ vừa gọi ra nó đã cho mình một cái nhiệm vụ rồi. What the fuck. À quên mất không giới thiệu nhiệm vụ cho anh em trong này rồi. Đó. Thì ở trong đấy chúng ta có một cái máy tính. Chúng ta có thể đi cướp hàng. Ồ, cướp hàng, ví dụ như cái hàng đỏ đỏ trên map này, anh em có thể sử dụng máy bay đấy để đi cướp hàng. Đây. Thằng đấy nó đang dùng cái cả hàng máy bay đây này. Đấy, hàng của hangar này này. Chúng ta có thể cướp của nó. Đó. Đặt vào đây và chúng ta có thể bán hàng. Bán hàng của hangar. Ok, sau khi anh em có độ xe và mua được gara xong thì chúng ta có thể gọi được máy bay ở đâu? Chúng ta có thể gọi được máy bay ở trong menu mở này. Vì hai cổ iStar. À, chúng ta có thể gọi được ở đây. Và nó sẽ spawn ở đâu trên map? Nó sẽ spawn ở... Thứ nhất là ở biển, chỗ này là một. Đó. Ở... Đây. Cái chỗ cảng này là hai. Đúng nhỉ? Ừ. Đó. Sân bay ở đây là 3. Đó. Chỗ cái cống này này. Cống này là 4 này. Đấy. Nó sẽ xuất hiện ở đâu đó quanh cái cống này. Đây nè. 5 nè. Đó, đấy là 5 điểm nó sẽ xuất hiện. 5, 6. Đấy. Nếu mà bạn ở quanh khu vực ở trên này thì nó xuất hiện ở đây. Đó. Đó. Đó.
Đó là những cái khu vực mà nó sẽ xuất hiện cái máy bay. Vì loại máy bay to thì nó xuất hiện ở cái sân bay to, còn máy bay trực thăng nhỏ thì nó sẽ xuất hiện ngay bên cạnh các bạn ơi. Đó. Và bây giờ tôi sẽ test thử cái con máy bay này phát nhỉ. Đéo được, về thế không được. Bấm phát vào luôn ạ. Thế cánh cửa, đóng cánh cửa vào. Trời đất. Đấy. Ui, cửa tự động đóng luôn à. When Great. Vãi nồi anh em ạ. Đi. Này, tôi vừa bấm mẹ về ship phát. Ui. Nào, chế độ tự động bay. Rồi. Con máy bay này sẽ tự động bay cho chúng ta luôn. Đấy, bạn có thể sử dụng ship trái để phóng à? Land. À, tức là ở dưới đất. Nếu mà chúng ta ở dưới đất, chúng ta bấm ship trái là sẽ phóng lên. Ngầu đấy. Vòng nào. Rồi. Quay. Ui. Bây giờ chúng ta sẽ test thử con này phát nhỉ. Chúng ta sẽ giữ E. Đó. Và chúng ta sẽ bấm cách. Úi dồi ôi. Phê cho anh em. Thả bom. Máy bay người thả bom B-52. Trời ơi. Và cái số bom này nó có số lượng nha anh em. Nếu mà chúng ta thả nhiều quá là chúng ta sẽ không thả nữa. Rồi ok. Tôi đã thả hết bom của mình. Và chúng ta chỉ có cách là mẹ đưa máy bay về gara thì chúng ta mới có thể nạp lại bom là coi. Bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái chế độ súng máy nhỉ. Làm nào sang súng máy bây giờ. Muốn sang súng máy thì làm nào ta. Đấy, à bấm E để thả flare này. Khi mà chúng ta bị tên lửa bắn, chúng ta có thể bấm E để thả flare này. À, và những cái tên lửa đuổi nó sẽ đuổi theo cái flare gun. Đó, bây giờ mẹ vấn đề lớn nhờ. À. Vấn đề tiếp theo là làm sao để bay nhỉ? À, làm sao để đổi sang cái mẹ súng máy bây giờ? Tôi muốn bắn súng máy. Nhưng mà máy bay này không có chế độ tự lái à? Hát không được này. G là thả, F là nhảy dù. Mẹ bấm F là toang đấy. Ok. Vâng. Và có một kết luận là chúng ta không thể đổi được sang súng máy. À, đổi sang súng máy khi mà chúng ta đang lái. Và cái chiếc này chỉ có thể Ủa sao nó tự động vòng này. Để mà chúng ta muốn sử dụng súng thì chỉ có cách là chở thêm người thôi. Chúng ta không thể nào mà sử dụng súng được. Sợ anh em nhìn quang cảnh à. Trời ơi. Ui, chiếc này ngầu đúng không anh em. Lăn chuột là đổi cảnh ấy. Bấm R nhá. F. Ê. Yeah. Tôi còn đéo có dù luôn anh em ạ. Đéo có dù rồi. Rồi, úi dồi ôi. Top. Đoạn này là cảnh 18 cộng nha. Mẹ, chiếc máy bay kia của mình đâu nhỉ? Nó có rơi không? Oh my god. Đó. Đó là cách mà anh em có thể gọi máy bay và độ máy bay. Đó. Vâng, và rất cảm ơn anh em đã theo dõi đến đây. Và chúc anh em có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye, see you again. Meow, meow, boom.